Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Trẻ Tây Bắc của anh em bọn mình. Hôm nay anh em bọn mình tiếp tục series đi lên rừng khai thác gỗ các bạn nhé. Các bạn cùng theo dõi và ủng hộ cho anh em chú chó bọn mình bằng cách like, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé các bạn nhé. Đây các bạn ơi, đây các cô chú, các bác ấy đang dọn dẹp cây gỗ đây. Để một lát anh em bắt cháu bọn mình đi ăn cơm nhé các bạn nhé. Hôm nay anh em bắt cháu bọn mình dọn xong chỗ này sẽ nghỉ ăn cơm nữa các bạn ạ. Bởi vì bây giờ là buồn rồi. Chú của mình thì đang cắt cây gỗ ở phía bên trên này các bạn. Hôm nay anh em bác cháu bên mình làm khai thác gỗ chỗ đồi này cũng sắp xong rồi các bạn ạ. Có lẽ ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh em mình khai thác gỗ ở khu vực đồi này nhé các bạn nhé. Anh em mình dọn dẹp xong rồi về ăn cơm rồi nhé. Chị gái của mình đang về nấu cơm trước rồi các bạn ạ. Nhà mình dọn dẹp xong là về ăn cơm xong, chiều mình sẽ bốc số cây gỗ này lên xe nhé. Và mình chớ đi cả vả leo và hơi xe rồi tăng nó lao cũng bốc luôn. Cuộc sống cho mình con vả bỏ ế hơi xe không cái hết ơi. Mùa này thì vất vả lắm các bạn ạ. Nếu như mình không đi làm gỗ, không đi khai thác gỗ này thì cũng không có công việc gì ổn định nữa các bạn ạ. Con này xin đi cả nhang đỡ hơn khi sau. Các bạn xem video hãy ủng hộ anh em bác cháu bên mình bằng cách like, đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé các bạn nhé. Mánh mó tay thì hến không mà bàn cốp thì hết bàn căn cạc không cứ kép một phấn cốp không ai ăn à không mánh mó tay sẽ cái nhắn hến thằng ê cả ê kinh chị em mứa tre tính những na đèn này kì vậy. Đây các bạn ơi, bây giờ anh em bác cháu bên mình đã dọn dẹp xong rồi nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tạm nghỉ và đi về ăn cơm thôi các bạn nhé. Thì bây giờ các bác, các chú, các cô ấy đang ngồi uống nước nhé các bạn. Một lát nữa mình nghỉ ngơi xong mình sẽ đi về ăn cơm nhé. Các bạn ơi, bây giờ chủ của mình đang làm món tiết canh cua này các bạn ạ. Mà nát chỗ mình, cua này có rất nhiều cua nhé các bạn nhé.
Toàn có tỏi gì không? Con này nó sống ở suối các bạn. Nhiều con to bằng nắm đấm luôn đấy. Không có. Chủ của mình làm tiết canh cua xong rồi mình sẽ ăn cơm nhé. Đây bây giờ anh trai của mình sẽ thái da trâu đấy các bạn. Giờ mình ăn cơm nhé các bạn nhé. Đấy, ướt cuống cả bồng đấy. Người ta mày 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 cho một bánh nhỏ cua nè. Đây các bạn ơi, bây giờ xin mời tất cả các bạn ăn cơm với anh em bác cháu bên mình nhé. Đây, hôm nay thức ăn của anh em bác cháu bên mình rất đơn giản thôi các bạn ạ. Còn da trâu rồi canh rồi các thứ rất các món đơn giản thôi nhá. À, mời mọi người ăn uống tiết canh cua nào. Đây, bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức món tiết canh cua nhé. Ăn con mèn trồng nha. Và tất cả các bạn ăn con trồng nhé. Để thiếu các bạn, bác sĩ miền à là đố, tăng xếp đố, cái này, ôi trời, chầm với chú chị quân những cái chiều đây lệ, một sóng chơi, bác trai của mình đang cắt cân ra câu đây các bạn này, mà chị quân những mí mát hăng được lệ, là xếp đố á, xong hè thì bé này, không không hòn hè nha, cái khăm mà người ta mà hứa đi bé, không thì bỏ mí hứa bé, mỗi xếp còn chút nữa, xong hè lo lâu. Hè lâu á, con hè hè đây bận bươn đọc gì, bé lối để bươn phang đâu quá. Không có biết đây bươn đâu. Kẹ mày sờ mày kẹ quạt. Quả trái hầu như là quả trái em nhất. Này, là cái quần là mà tỉnh một khách bố làm bố. Này, là các thứ. Thằng con con ôm thằng thẳng này lắm. Bố bấm mít tiền má, thế bà hơi á, lên điều lớn mà má, lơ việc thì hết đọc đây là bỏ bán nói nghĩa hết đắng năng nổ hết mặn là bỏ, chở hết việc hết chở hết ranh ma đừng cất cần ra trâu nha mọi người. Hải bảo cái bà bướn đọc xin muốn dùng vấn là bài trâu không hợp bỏ tăng mẹ là bài má đâu thế đại hạ ở đại hạ tiểu chỉ má cũng còn hơn hạ tiểu cứ phải đóng tiền học nữa chứ thì đây hay má bỏ sư điện thoại chứ đâu phải là bà mà bến xe thì không ọc hết hết đâu là bản xe của năm nghìn nữa mức là bao giờ hay cũng muốn nữa gì mai mai này con chục tiểu con chục tiểu rồi thì ăn thua lỡ lái chi bướn nào bướn đồng bướn nừng thầy hấn bướn nừng đây chục tiểu rồi có ăn thua cái cổng nó sắm cái cổng tất nhiên phải ẩu hay dành lắm lại công ty ấy mười lắm em bảo thời gian trời chị mới nạt đấy hài lắm nạt là phải chắc đâu hoặc thì mới phóng từ thì lực trả hải ốc á, trả hải ốc của bé kem thì em bao giờ đúng lắm. Tiếp tục lên. Quan trọng là một là hết nặng, thứ sáu nữa mẹ là cái hộp tiết canh cua nhá. Đáng ra mới tăng nữa. Đầu tiên thì sẽ bảo và ơi, ọc ế đề nghe lơi, hướng nghe nó lắm. Sẽ vả chứ cơ ra. Không bằng cái này là cái mẻng mẻng này à. Xếp vào bà hín nữa, bà hay. Bữa hướng nữa thì... Ông bé xế mẫu mẫu rất mẫu. Phải đi bếp phải hư lỡ. Ừ. Một trường kia lỡ thì chọc tiến, cái này tiến thì nếu mà phải thấy ná rồi thì lường còn. Bóng cái quán thời gian là bắt đầu tăng quen đó. Thế duyên nó ế bàn lắm kì. Giờ bà bóng, xe hụ ế bóng tuyển trò dù. Con thì chặt duyên sẽ mình sẽ tăng hụp bé em bóng là tăng hụp bé hụp kia bé cái lâu cái bia đâu
bà bé trẻ hiếu tăng trẻ chính tăng trẻ khương cả tăng ba tơ mà trẻ khương ừ ba tuổi luôn à thôi hơn 6 tuổi nhai cá tới đó. Đúng mấy giờ có khỏe ham nó tàn mắc kỹ đâu. Chơi tiếp thành cua này, chơi sóc kiều này. Nhà để xe tô được 5 đường này. Bỏ. Chơi đến hết, mà tiếp thành cua này à? Ủa thấy xong chưa đấy ơi. Đấy à. Đưa em vòng này hơi đấy. Làm đi, phải đau lưng. Làm đi. Mày nó nói quá. Chọn cá đâu. Kiếp cái lớn nhợt ghê lắm nọ, mà á nọ, mình nhợt lớn này là súp quá nọ, bó lên, để nia đi, chăm mua, tránh, tránh nhau từ nhà nhau đi, chăm mình muốn hao hết chưa đó. Tăng rồi, hạ xong tiếp canh cua cắt tay. Mưa, ông Thành cái đây. Chiều bó. เห็นแกกางเห็นสิแกกางเห็นไปนั้นเจ้าบ่ฮ้ากันแล้วเด้อเด้อบ่เห็นเห็นแล้วเห็นจะตบมาแล้วนี่ว่าเฮาจะเห็นตัวหิกูก็ยอมอมกว่าเฮาตั้งมานานจะตั้งนี้แก้วนี้เมื่อยตั้งหงีแล้วปอดตายมานี่อ่ะนอนมือนอนรักกูว่ามาเหลือใต้เล้าเลื้อเนาะนี่มีไม่ได้เห็ดกาเด้อเดี๋ยวเพื่อสิเมื่อคือหมดเยอะจังมาจนเกือบสิ้นไปเด้อหลุน ตัวตั้งนี่ตรงหงล่ะแค่คุยน้องแบบบ่เฮ้ยคุณเอ๊ะเหลือสักหน่อยทําเจ้าเหอะมาตาตายมาโอ้มื้อหัดจ้าเฮ็ดมันเด้อพี่นี่เนาะแม่ตั้งหากกะราเฮ็ดเอิ้นนี่น้องนําไปหากกะราเหลือตัวงามมาเอ้ยจําเจ๊ๆจ้าต่อมื้อป่าเฮิ้นกะราตําบ้านงั่นอาสิสิมื้อเจ้าตําดังบ้านงั่นบ่ดอก Bạn ơi, video này mình xin kết thúc tại đây nhé. Bây giờ xin tạm dừng video để ăn cơm. Xin tạm dừng video để ăn cơm. Bắt cháu mình ngày cũng sớm. Mới chẳng nghe nhà bếp là bỏ. Chia sẻ video cho mọi người cũng sớm. Chào mừng về tổng can đi là hình. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Nhằm bắt cháu bên mình. Vâng. Họ tự giả thì nhau thôi chú ạ. Cũng không biết ra răng chưa.